Uh, xin chào các bạn hôm nay chúng ta đến với một bệnh khác ở trên chó đó là bệnh uh, dị dạng móng chân ở trên chó bệnh uh, dị dạng uh, móng chân ở trên chó mình gọi tắt uh, theo tiếng tiếng anh của nó là uh, SLO thì đây là bệnh uh, tự miễn hiếm gặp và có thể do di truyền từ chó bố mẹ bệnh này thì uh, không chắc chắn hoàn toàn là do nguyên nhân gì và thường uh, ảnh hưởng đến móng chân của uh, của chó uh, bệnh uh, cũng ảnh hưởng tới nhiều móng chân uh, của cả bốn chân À, thường thì nó bong chóc móng chân từ cái lớp mô đáy của móng chân à, con chó sẽ liếm chân nhiều cũng như là phần ngón chân và gặp khó khăn ở trong đi lại thì cái bệnh này thường ảnh hưởng đến một số đối tượng như là chó từ 2 đến 6 năm tuổi à, hoặc là những cái giống chó phổ biến như bậc dây đức, Jordan Setter, chó Rottweiler hoặc là đôi khi cũng gặp ở một số giống chó khác về chuẩn đoán thì cái dị dạng móng chân ở trên chó thì chỉ ảnh hưởng ở móng chân nên là có thể chuẩn đoán dựa vào biểu hiện lâm sàng và đôi khi thì nhiễm khuẩn nhiễm nấm men hoặc nấm ringworm, hoặc là khối u cũng có các cái biểu hiện là tương tự như vậy về điều trị thì gây mê và loại bỏ hoàn toàn là móng chân giữ vô trùng cái bàn chân trong vòng khoảng tầm 24 đến 48 giờ trong một số ca tái phát hoặc là ca nghiêm trọng có thể cắt bỏ phần P3 của móng thì chúng ta có thể thấy trên hình đấy là cái phần uh, distal phalanx phần bê ba uh, và um, cắt tỉa móng uh, hai tuần một lần. À, ngoài ra còn là uh, bổ sung uh, các cái sản phẩm như là dầu cá omega 3 cũng cho thấy hiệu quả trong một số trường hợp uh, với liều là 75 đến 100 mg trên 1 kg thể trọng uống mỗi ngày uh, hoặc là vitamin E từ 200 đến 400 đơn vị ngày hai lần. À, thêm tetracycline hoặc là niacinamid cũng có hiệu quả với liều ở chó dưới 10 kg là 250 mg, à, chó trên 10 kg là 500 mg à, hoặc là dùng thêm cyclosporin 10 mg trên 1 kg thể trọng dùng cái thời điểm trong thời gian nó khoảng tầm 2 đến 3 tháng và đối với những cái, cái dị dạng móng chân trên chó này thì tiên lượng tốt và trong một số trường hợp thì móng mọc trở lại nó vẫn bị dị dạng à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe